Alo, Tài xin chào mọi người nha. Lâu quá rồi Tài mới rảnh để làm clip lại cho các bạn nha. Mặc dù là mùa dịch nhưng mà Tài cũng có công việc hàng ngày á mọi người. Cho nên là lâu nay Tài bận rộn quá cũng không nhớ tới chuyện làm clip để phục vụ cả nhà mình ha. Thì hôm nay Tài rảnh cho nên Tài rảnh sớm cho nên là Tài sẽ phục vụ clip cho các bạn mỗi ngày nữa nha. Rồi bây giờ các bạn xem clip, nếu mà cảm thấy clip có hay và đạt, các bạn nhớ đăng ký kênh và gửi lại những bình luận bên phía dưới clip, và hãy tặng những lượt like trên YouTube tặng cho Thiên Tài nha mọi người. Thiên Tài cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Và các bạn nhớ ủng hộ hai kênh YouTube của Thiên Tài nha. Tài có hai kênh YouTube, một kênh đó là chuyên về biểu diễn trống, đó là kênh Rome Thiên Tài nha. Còn kênh thứ hai là chuyên hướng dẫn các bạn làm YouTube và có những clip dạy trống và những clip vui nhộn hàng ngày, đó là Thiên Tài Roland nha. Mọi người nhớ ủng hộ hai kênh YouTube của Tài nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem clip thật là vui. Bây giờ Tài xin biểu diễn trống nha mọi người. Thank you.
tới đây xin tạm dừng. Xin tạm dừng. Mọi người xem clip có cảm thấy hay và đạt, clip có đạt mọi người xin hãy gửi lại những bình luận bên phía dưới clip tặng cho Thiên Tài và những lượt like trên YouTube và đăng ký kênh và đăng ký hai kênh YouTube của Thiên Tài nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye và xin hẹn gặp lại. Bye bye.